người khác quá. Dùng số tiền này mà tìm một luật sư nha. Số tiền này có thể không đủ trả phí cho anh, nhưng tôi rất cần anh giúp. Kim Chi Un, anh đúng là đồ không chung thủy, anh đúng là đồ phản bội. Tôi là người mà anh hôn đó, vậy mà anh chỉ giúp sang A không à? Tôi thừa nhận là tôi đã rung động, được chưa? Đêm nay cô sẽ cùng với tôi nha, có được không cô Đa Dương? Điện thoại, có điện thoại nè. Cô sẽ thích tôi hơn người giúp việc đó chứ?